Rồi mình xin chào tất cả cô chú anh chị cùng các bạn đang xem kênh Cái Kiện chấm em của mình nha. Trong clip hôm nay mình sẽ cập nhật cho quý anh chị mình xem cái dòng cá săn mồi hiện có shop em, cho quý anh chị mình xem và tham khảo ha. Và quý anh chị lưu ý ha, cá em đóng thùng em gửi em chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước, sau đó mới gửi tỉnh cho quý anh chị mình nha. Vì đây là cái mặt hàng cá kiện gửi đi không có gửi về được. Mình tin tưởng thì mua và không tin tưởng thì thôi. Em cũng mong rằng là quý anh chị mình xem kênh của em và tìm hiểu kênh của em. Mình thấy đủ uy tín thì mình mua ha. Rồi và bây giờ em sẽ vào chi tiết báo giá, báo size các dòng cá săn mồi hôm nay của em nhé. Rồi, đầu tiên mình đến với Hồng Kỳ Phát Tài size 3,5 tay ha. Cá thì nó sẽ là di kỳ lên màu hết rồi nha quý chị. Thì cái size này em đang bán với giá là 200k ha. Thì ống gài nói chung là khá là lâu rồi em mới có hàng lại ha. Khá là lâu rồi. Cái mặt hàng này ống gài nó vắng nha quý chị. Size 3,5, giá em đang bán là 200k một con nha quý chị. Anh chị nào mua nhanh mua lẹ, mở hàng nhanh lẹ giùm em sẽ chọn những cái con mà đẹp nhất cho quý anh chị mình nha. Rồi tiếp tục em sẽ đến với dòng hổ Bắc Thái nha quý anh chị. Hổ Bắc Thái thì em có size tầm khoảng 8-9 nha, giá em đang bán là 200k một con nha quý anh chị. Cá nói chung là vân phần lớn là đều nét hết luôn, có một hai con nãy mới về, một hai con thì nó chưa có dạng, nó hơi nhát nha quý anh chị, nó chắc nhát như con này nó hơi mờ nè. Đại đa số con nào cũng lên vân đẹp, vân là bao nét bao đẹp luôn, nền là lên vàng luôn nha quý anh chị. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha. Size tầm khoảng 8-9 nha. Nhiều con nó nét rất là đẹp luôn quý anh chị. Thì cái size 8-9 này em đang bán với giá là 200k một con nha quý anh chị. Một dòng cá hổ thì quý anh chị, những con cá này anh chị nuôi to nhìn nó rất là đẹp, và đại đa số thì mình thấy thường thường nuôi chung với cá gồng và các dòng cá săn mồi khác nhau đều được ha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với cá hồng két nha quý anh chị. Hồng két ở đây thì em sẽ có là hai màu, đó là màu đỏ đậm và màu vàng ha. Màu vàng. Thì cái size nó tầm khoảng 3,5 tay em ha. Cá em đang bán với giá là 160k. Thì hôm nay nói chung là cái này cũng mấy chuyến rồi nó cũng còn nha quý anh chị. Anh chị nào chốt một đôi em giảm luôn, một đôi nó là 320. Rồi em giảm sâu cho quý anh chị 70k nha. Một đôi em lấy 250k thôi quý anh chị. Giá một đôi nó bình thường sẽ là 320 nha quý anh chị. Giảm 70k còn 250k. Muốn chốt một con một màu cũng được, muốn chốt một đôi một màu cũng được ha. Tùy theo cái nhu cầu của quý anh chị mình ha. Đây cái đầu to của cá 3,5 cho quý anh chị. Rồi tiếp tục ở đây em sẽ có một đôi cá nàng hai vàng Amino, siêu vàng, siêu đẹp, siêu nút luôn nha quý anh chị. Ở đây nó sẽ có những cái nút đồng tiền rất là dày và dài tới phần đuôi luôn nha. Cá rất là vàng và đẹp ha. Ở đây em sẽ có hai size ha, nó không có đều cá nha quý anh chị. Cái con nhỏ thì cái size nó tầm khoảng 21-22 nha. Còn cái con to tầm khoảng 26-27 ha. Cái con to em đang bán với giá là 650, con nhỏ thì giá nó là 600 ha. Còn quý anh chị chốt một đôi em sẽ giảm cái lẻ luôn ha. 650-600 chịu 250, chị chốt một đôi thì em giảm 50k ha, còn một chiều hai chẵn nha. 650-600 chốt con nào em gửi con đó ha, mua một em cũng bán luôn chứ không phải đăng đôi rồi bán một đôi, mua một con em vẫn bán luôn nha. Cá rất là đẹp, cá này mới về được hai bé thôi, nói chung tại bữa nay nó cũng không có cái bầy á, tính lấy nhiều cũng không được, tại vì nếu cái hàng đẹp thì nó ít trong bầy quá, em lựa chứ lắm được có hai con như thế này thôi. Chung hàng là cá nó liền lạc như quý anh chị, cá liền lạc từ phần đuôi tới phần đầu nha. Rồi tiếp tục ở đây em còn một đôi da báo siêu đẹp luôn nha quý anh chị, size tầm khoảng 29-30cm nha. 29-30, bông là bao đẹp bao dày luôn nha, rất là đẹp nha quý anh chị. Cái hàng này quý anh chị mình chơi sẽ hạn chế đụng hàng với những anh em khác nha, ít có shop bán nha quý anh chị. Con này là chuẩn 30 luôn nè, con này thì nó tầm khoảng gần 30. Ở đây em có hai con nha, bông rất là dày nha quý anh chị. Dòng nàng hai da báo nha, nàng hai da báo 650 một con nha quý anh chị, 650k một con. Và quý anh chị nào chốt cho em một đôi này ha, em để với giá là 1,2 triệu ha, 1,3 triệu em giảm 100 ha. Dòng này thì nó cực kỳ là dễ nuôi nha quý anh chị, mình bán cũng khá là nhiều cho khách rồi, chưa bao giờ khách mà điện nói là gặp vấn đề này nọ ha. Cá này nó rất là trâu và hạn chế những cái
mầm bệnh với, so với những cái con cá khác luôn á anh chị. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với cá trê ha. Đầu tiên sẽ là trê hồng vĩ, đang có 3 dòng ha. Đó, trê hồng vĩ thì em có size tầm khoảng 15 cm ha. Giá của nó là 130k, quý anh chị chốt một đôi giá là 250k ha. Ở size này cũng to rồi quý anh chị. Đó, mình nuôi nó sóng đáy thì nó sẽ lội phần đáy, nó sẽ sạch sẽ, nó hạn chế cái bụi bặm, mấy cái bụi bẩn mà nó đóng ở phần đáy nha quý anh chị. Đó, trê thì đa số nó sẽ sóng đáy ha. Đó, tiếp theo là trê banda. Ở trê banda thì em có size tầm khoảng 16-17 ha, giá 75k một con. Đó, rất năng động nha quý anh chị. Rồi tiếp theo luôn, ở đây em sẽ có trê cọp ở đây em có size tầm khoảng 16 nha quý anh chị, khoảng 16, giá là 200k một con. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với cá kim long úc. Đó, đầu tiên sẽ là con đầu tiên đi ha. Đầu tiên này là một con cá cụ bữa em còn. Ở thì cái size này nó tầm khoảng 16 cm nha quý anh chị, tầm khoảng 16 cm, hàng rất là ok luôn. Đó, thì cái size này em đang bán với giá là 750k nha quý anh chị, 750k. Đó, hàng em bao vấn đề tật lỗi nha quý anh chị. Đó, tiện nào của nấy nha. Đó, kim long úc thì nó cái form nó sẽ đẹp hơn nha, cái đó là cái cá nhân của mình nghĩ ha, nó sẽ đẹp hơn con cá ngân long. Đó, form ngắn, dòm nó lực hơn. Đó, còn cái con ngân á, dòm nó dài mà cảm giác nó hơi ẹo đã một tí, nó hơi dịu dàng một tí. Còn này nhìn nó cứng cáp. Đó, size 16 nha quý anh chị. Đó, giá em đang bán là 750k ha. Đó, rồi con thứ hai này là cái size nó tầm khoảng 18 cm á. Đó, cái form nó là cái form ngắn nha quý anh chị. Đó, cái body nó sẽ ngắn nha. Đó, thì con này em đang bán với giá là 890k nha quý anh chị, 890k. Đó, cá rất là ok luôn. Đó, cá đẹp nha quý anh chị, hàng này là hàng chuẩn nha, hàng chuẩn đẹp luôn nha. Đó, cái form này anh chị nuôi to to nhìn nó rất là ngầu luôn. Đó, rồi tiếp theo là con thứ ba, cái size nó tầm khoảng 19 cm nha quý anh chị. Đó, giá em đang bán là 950k ha, 950k. Con thứ ba đây em sẽ có 3 con kim long và 3 giá khác nhau nha quý anh chị. Đó, cá là em bao và cam kết với quý anh chị vấn đề tật lỗi nha, anh chị nhận hàng shipper giao tới mình kiểm tra giùm em ha, phát hiện có tật có lỗi alo cho em. Đó, em sẽ đổi con khác hoặc là thanh toán lại cho quý anh chị mình nha. Đó là cái phương châm bán hàng của em từ lâu rồi, anh chị nào mua của em rồi hoặc là mua nhiều của em rồi cũng biết em bán hàng như thế nào nha. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với một dòng cá sống nước mặn nhưng đã thuần nước ngọt rồi nha quý anh chị, đó là dòng cá nâu sông ha. Đó, một dòng cá thiên nhiên. Đó, thì nhờ những anh chị mà ở vùng dạng như Sài Gòn trở lên rất là thích cá này luôn. Ở thì hôm nay em có số lượng chỉ có vài con thôi nha quý anh chị, cá đã sống nước ngọt 100% nha. Đó, ở đây em còn khoảng 2-4-5 con, 6 con nha quý anh chị. Ở thì cái size nó tầm khoảng 4 ngón rưỡi tới 5 ngón nha quý anh chị. Ở cá này thì em không có báo giá nha, nhưng giá nó cực kỳ rẻ luôn, anh chị cứ alo giùm em hoặc là nhắn tin qua Zalo ha. Đó, giá rất là rẻ, dễ chơi, rẻ hơn con cá dĩa rất là nhiều. Đó, nói tới cái dĩa thì cái form nó cũng na ná ha. Đó, form con này thì nó vuông vuông, còn con cái dĩa mình nó sẽ tròn ha. Đó, đặc trưng của nó sẽ có, là có màu nâu, là còn lại là những cái chấm bi màu đen nha quý anh chị, form ngắn. Đó, cái này nó thường nó sẽ lội theo bầy, quý anh chị nào mà mua một bầy á, quý anh chị xem nó lội mà cái hồ lớn á nha, nó sẽ lội theo bầy rất là đẹp luôn. Nó đi là đi đàn không mà nó không đi lẻ một con đâu quý anh chị. Đó, thì con này cái size nó tầm khoảng 5 ngón nha quý anh chị. Đó, giá cực kỳ rẻ, liên hệ cho em ha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá tai tượng. Tai tượng ở đây em sẽ có size là tầm khoảng 3 ngón tới 3 ngón rưỡi nha quý anh chị. Đó, nhưng mà cá này em cũng bán rẻ cho quý anh chị mình luôn nha. Đó, một con bình thường giá của nó sẽ là 70k đối với là 3 ngón rưỡi nha quý anh chị, 3 ngón rưỡi tay em ha. Đó, thì anh chị nào chốt giùm em 2 con vàng, 2 con châu Phi. Đó, thì giá của nó là tầm khoảng 250, hơn 250 rồi, nhưng mà em bán theo combo cho quý anh chị mình là 200k cho 2 con vàng, 2 con đỏ đen ha. Đó, giá cực kỳ rẻ luôn quý anh chị. Đó, size này size dạng như size chung, size to nha quý anh chị. Nó nhầm đợt về nó nhỏ xíu như thế này. Đây là có cái con cá cũ còn lại nè, nó tầm khoảng 3 ngón, tầm khoảng 3 ngón đổ về thôi.
mà giá của nó là 60k rồi. Tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá ngân long. Ngân long hôm nay em có size tầm khoảng 27-28 cm nha quý anh chị. Giá em đang bán là 350k. Một dòng cá mà anh em tập chơi nên nuôi trải nghiệm trước khi nâng cấp những cái dòng cá cao ha. Đó, thì cái size này anh chị chơi thoải mái rồi, cá rất là trâu luôn. Đó, size 27-28 nha quý anh chị. Giá 350k. Ở đây em sẽ có được 4 con ha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá sấu hoa tiễn. Sấu hoa tiễn thì em có size tầm khoảng 17-18 cm nha quý anh chị. Giá em đang bán là 200k một con nha, 200k một con. Và ở đây em sẽ còn một con trê cọp size hơn 30 nha quý anh chị. Nó tầm khoảng 35 cm nha. Đó, đây là cái độ dài của cá ha. Đây là ngón tay của em nha. Đó, cá khá là to luôn. Anh chị mình có hồ to có thể mình mua con này về mình thả ha. Một dòng cá sống đáy nha quý anh chị. Cá này thì nó ăn tạp và rất là nhanh lớn nha. Đó, thì cái độ ngầu của nó thì hơn hẳn cái con cá trê hồng vĩ rất là nhiều. Tại vì nó có những cái hoa văn vàng ri. Đó, trê cọp thì đặc trưng nó sẽ là vàng ri như thế này. Nhìn nó rất là ngầu nha quý anh chị. Đây là những con cá mới vừa cập nhật cho quý anh chị mình xem xong. Đó, anh chị thích con nào mình chốt con đó ha. Đó. Và cá ở đây em đóng thùng em gửi, dần chuyển khoản thanh toán xong sau đó mới đóng và gửi cá nha. Vì đây là cái mặt hàng cá cảnh, gửi đi không có gửi về được. Đó, mình tin tưởng thì mình mua và không tin tưởng thì thôi. Đó, em bán cho anh chị nào cũng như nhau. Đó, và cá em ship, em gửi tỉnh xa, em gửi cho quý anh chị mình là sẽ có bảo hành nha. Chứ không phải nhận tiền xong là hết trách nhiệm nha quý anh chị. Đó, trường hợp anh chị nhận hàng mà cá nó không đúng mẫu nè, cá nó yếu nè, vỡ bệnh nè, cá chết nè, em sẽ đóng cá khác gửi lại cho quý anh chị mình nha. Hoặc là anh chị mà không muốn mua nữa, đó, em sẽ thanh toán lại cho quý anh chị mình đầy đủ từ tiền cá tới tiền ship nha. Đó là cái phương châm bán hàng của em từ lâu rồi. Anh chị nào mua nhiều thì cũng biết vấn đề này ha. Đó, và em cũng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình trong những clip tiếp theo nha.